Xin chào mọi người và nhất là các anh trai, chị gái tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, một trong những cái tuổi Dậu mà sẽ phải chịu tam tan năm nặng. Tại Dậu Sửu thì năm đầu năm 2019 là người tuổi Tỵ chịu nặng, năm nay là người tuổi Dậu chịu nặng và năm tới là người tuổi Sửu chịu nặng. Thì các anh các chị rõ ràng gặp một cái năm Tý, năm người ta gọi là thái tuế nhập hạn của mình, thì nạn tai mọi chuyện nó đều rất là đầy đà rối rắm. Lúc ra thì là cái video này em đã up được một tuần 10 ngày trước rồi, nhưng mà do tình hình dịch bệnh cũng như là cái sự lo lắng của em về cái buổi cúng cầu an giải hạn ngày hôm nay luôn nè, buổi sáng này không được diễn ra tốt đẹp, phát quà từ thiện không được diễn ra tốt đẹp, cho nên em lo lắng, tâm lý không thoải mái, cho nên là không có dám làm video mà chia sẻ, sợ rằng là cái tâm lý của mình không tốt, chia sẻ đến với mọi người thì nó không được chính xác, thì nó không hay. Cho nên là bây giờ sau khi chiều nay, sau khi hoàn thành cái việc mà phát quà từ thiện xong xuôi, được mọi chuyện ổn thỏa, được chính quyền hỗ trợ phát được hết 200 phần quà của mình thì rất là tốt đẹp, cho nên là có tâm trạng tuy là về trễ, về tới đây đã là coi như 8 giờ rồi, nhưng mà vẫn cố gắng up lên cái video chia sẻ cái niềm vui với mọi người. Thì để có cái vận hạn 6 tháng cuối năm, đây là video mình sẽ chia sẻ về cái vận hạn 6 tháng cuối năm của các anh các chị, thì mình sẽ phải tổng hợp lại coi tử vi của mình nó ra sao ở trong cái năm này, để mà mình tiếp tục và ứng dụng vào những cái tháng còn lại của năm. Từ đầu năm tới giờ thì do là cái dịch bệnh cũng như là cái tử vi của các anh các chị là rơi vào tam tai năm này. Các anh thì đứng sau ghế đô nó còn nặng nề, thậm chí ảnh hưởng tới bộ mạng và sức khỏe, cho nên là gặp rất là nhiều khó khăn. Thì đầu tiên hết á, là mình phải xét về trù mạng. Thì các anh các chị là mệnh thổ, gặp năm Canh Tý là một năm thổ, thì người ta nói là tương hợp đây tốt, chủ về một năm ít có sự khó khăn về bộ mạng và sức khỏe. Rồi sao á thì không tốt cho nam với sao cái đô, rối rắm nạn tai. Người ta nói nam mạng dính sao cái đô thì không xô cũng ngã. Tuy nhiên là năm nay là năm thổ mà, cho nên là cái sao cái đô này nó cũng là thuộc một hành thổ luôn, thì nó lại cũng không có quá nặng nề đến cái sự tác hại về bộ mạng của các anh. Tuy nhiên nó sẽ khó khăn về mặt làm ăn. Còn các chị thì may mắn hơn với sao Thái Dương, một cái phúc tinh hành hỏa cực mạnh, người hỏa thì sinh ra thổ, cho nên là may mắn và danh lộc tốt. Tuy nhiên là nên nhớ rằng năm nay là năm tam tai năm nặng, thì tam tai của năm nặng thì sẽ có những cái điều mà rất là rầy rà rối rắm. Người ta nói gì năm 49 bước qua năm 3 bước lại gì đó ha, nhưng mà năm nay tuy vậy thì năm 3 có khó khăn về tài chính chứ không có nặng nề quá về bổn mạng. Vì dù sao Thái Dương chiếu mạng khó có bị mất mạng ở trong năm nay. Rồi vận niên thì là một vận niên gọi là dương hồi ngạn, tức là dê về suối, là một cái vận niên tốt đẹp may mắn ha. Hạn thì là hạn địa võng cả nam lẫn nữ, thì người ta nói hạn này đem đến nhiều âu lo và phiền muộn. Thiên can kỷ gặp canh thì bình hòa thuận thành. Nạp âm của kỷ là thổ, nạp âm của canh là kim, cho nên nạp âm ngũ hành là bị sinh xuất về cái thiên can. Như vậy thì dễ suy hao tài lộc, nhưng mà cứ nhỏ cứ tiêu từ từ ha. Từ đầu năm tới giờ là dịch bệnh cộng với mình là bị năm tai, cho nên là việc gì mình làm nó cũng không xong, việc gì mình làm nó cũng suy hao, đặc biệt là các anh nam ha. Địa chi Dậu Tý, Tý Thọ Mèo Dậu nằm trong bộ tứ hành xung và cũng là tam tai, cho nên người ta gọi là thái tuế. Ngọ Mão là lục, Tý Ngọ là lục xung, Tý Mão là tự hình, Tý Dậu là thái tuế. Thì cái là hình thái tuế là Ngọ Mão với Tý, xung thái tuế là Ngọ với Tý, còn mà hình phạm thái tuế là Mão Dậu với Tý, còn là trực thái tuế là Tý gặp Tý. Năm nay mình bị phạm thái tuế.
cho nên là bộ mạng sức khỏe gia đạo nó cũng có nhiều chuyện không có tốt đẹp buồn về ha. Rồi đó là nhìn chung cái tử vi của mình ở bên ngoài, của các anh các chị ở bên ngoài. Bây giờ mình xét vào cái vận hạn sẽ là cuối năm. Đây là đã là ngày 19 tháng 6 rồi. Tháng tiếp theo của năm Canh Tí năm 2020, tức là tháng 7 âm lịch, thì nó có tên là tháng Giáp Thân. Tháng Giáp Thân là một tháng thủy. Tháng này theo Phật giáo là tháng cô hồn. Các anh các chị kỹ dậu thì đa phần rất là nhiều người theo Phật giáo. Tính kính tin về Tam Bảo, hướng về Phật pháp nhiều. Đó. Rồi là như vậy, khi gặp tháng Giáp Thân là tháng thủy thì là xét về trùng mệnh thì rõ ràng là mình mệnh thổ gặp tháng thủy là bản mệnh các tháng sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng đề phòng những cái bệnh nặng nhẹ. Rồi thiên can giáp và kỷ, đây là thiên can thuộc ngũ hợp giáp hợp kỷ, công việc tài lộc thanh thông tốt đẹp. Tuy là tháng cô hồn nhưng mà đối với người kỷ dậu, tháng này sẽ đã đà có tài lộc, nhất là các chị gái với sao thái dương chiếu mạng. Địa chi thân dậu tự chủ bình hòa, không mình hại cũng không có xung khắc nhau. Như vậy tháng 7 chị phải để ý cái bổn mạng của mình một chút xíu, đặc biệt là các anh nam với kế đô không xô cũng ngã đối với nam ha. Nhớ cẩn thận, năm nay mình có sao kế đô. Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, tháng này là âm thịnh dương suy. Tháng này nhiều khi là với cái tình hình dịch bệnh Covid như này, tháng 7 thì có nhiều khi nhiều người đi diện đoàn tụ ông bà lắm á nha. Các anh các chị cẩn thận, nhất là các anh. Rồi tiếp tục đó là tháng 8 âm lịch của năm Canh Tí năm 2020, mà tháng 8 là tháng Ất Dậu. Tháng này phê nè, tháng Ất Dậu thì thuộc thủy. Đây là tháng tuổi của năm Phạm Thái Tuế. Như vậy xét về trụ mệnh thì là thủy khắc thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe bổn mạng cẩn trọng đề phòng bệnh nặng nhẹ. Đó là những cái gì ha. Rồi thiên can là ất của Ất Dậu khắc kỷ. Tháng khắc thiên can, công việc cẩn thận nhiều khó khăn, dễ lâm vào bế tắc, cẩn thận vướng pháp luật nếu là các anh nam. Nữ cũng không phải yên ở trong tháng này với thiên can chữ ất khắc chữ kỷ. Tuổi Dậu gặp tháng Dậu, rõ ràng là năm sinh tháng tuổi, cẩn thận nhiều chuyện không vui trong tình cảm gia đạo. Đó, nghe là thấy phê rồi đó. Không, tháng địa chi, xét địa chi là tháng tuổi, thiên can là ở khắc kỷ, tháng khắc thiên can ha. Mạng thì là bổn mạng khắc tháng, như vậy tháng này có vẻ là tháng là xấu nhất của năm của người kỷ dậu sinh năm 1969, nam mạng lẫn nữ mạng ở trong cái năm Canh Tí này. Nam mạng thì đã có sao kế đô là đã xuôi rồi, thì gặp tháng này còn xuôi hơn nữa. Nữ mạng thì đã đỡ chút, dần dần xuống ha, cho nên là cẩn thận. Cái xuôi thì nam khác nữ khác chứ không phải là giống nhau do cái sao chủ của năm nữa nha. Các anh các chị nói ủa sao các anh nói chủ sao tôi cũng mấy bà đó kỷ dậu mà bà không xuôi sao tôi xuôi vậy, thì đó là phải coi dần lại nha. Rồi còn phải tùy thuộc vào một số yếu tố như có thể là tháng sinh, ngày sinh, giờ sinh, cái bát tự ngày sinh của mình cho mình cái lá số, cái bổn mạng có tốt hay không. Rồi là cái sự may mắn ở trong các cái cung mệnh của mình có tốt hay không. Cái này là cái trung bình của năm, còn cái lá số của mình cộng với trung bình của năm chia ra thì mới ra bổn mạng của mình nha. Cái này em đang nói chung chung cho cái năm nay thôi đối với người kỷ dậu, còn mỗi người sẽ tùy vào lá số nha. Rồi tháng tiếp theo của năm Canh Tí năm 2020 là tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất thì là tháng thổ, đây là tháng thổ thứ ba của cái năm Canh Tí năm thổ này. Như vậy thì xét về trụ mệnh là thổ đồng hành, bổn mạng sức khỏe tốt, không có vấn đề gì phải suy nghĩ. Sau khi trải qua cái tháng 8 kinh khủng thì tới tháng 9 nó đã hơn. Thiên can chữ Bính chữ Kỷ, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Đây là về mặt tử vi. Còn về mặt là âm ngũ hành đó, Bính đinh là hỏa, kỷ là thổ, như vậy là nạp âm ngũ hành của thiên can là được tương sinh. Tháng này nhiều khi rất dễ sinh tài lộc nhưng mà không lớn, nhất là các chị có tài lộc bảo đảm luôn ha, nhiều khi là tài lộc bất ngờ. Địa chi dậu tức tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp với nhau. Như vậy gia đạo tình cảm của tháng này sẽ tốt đẹp hơn tháng 8 rất là nhiều. Đó là những gì mình có thể thấy được ở tháng 9.
ha. Bộ mạng sức khỏe thì ok, do là tháng thổ gặp mình mệnh thổ, thiên can thì gặp âm ngũ hành là tương sinh tốt ha, địa chi không có vấn đề, ok. Tiếp tục là tháng 10 của năm canh tí năm 2020, tức là tháng đinh hợi, mà tháng đinh hợi tiếp tục là một tháng thổ, như vậy trụ mạng cũng không khác tháng 9, khi thổ đồng hành bộ mạng và sức khỏe ok, không có vấn đề. Thiên can thì cũng giống như tháng 9 với đinh, kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Bính đinh thì thuộc hỏa, kỷ thì thuộc thổ, cho nên đặt âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, có thể có tài lộc ở trong tháng 9 và tháng 10. Ngon, ok, không quá lớn. Địa chi hợi dậu tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. Như vậy thì rõ ràng là giống với tháng 9 khá là nhiều thứ ha. Cho nên là tháng 10 tiếp tục là một tháng có thể là nhẹ thở đối với các anh. Rồi, tiếp tục là tháng 11 âm lịch của năm canh tí năm 2020. Mà tháng 11 chắc chắn là tháng tí, mà tháng này là tháng mậu tí, mà tháng mậu tí là tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh thì là dù là tháng mà mình nằm trong bộ tứ hành xung với mình, nhưng mà tháng hỏa, mình mệnh thổ là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, bổn mạng sức khỏe tốt, các cái phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lợi mà phát huy tác dụng, có thể đẩy lùi cái phá và bại tinh, đặc biệt là đẩy, đối với các anh là đẩy lùi bớt cái sự tác hại của cái sao cái đồ lên bản mệnh của các anh. Rồi, địa chi tí dậu, người ta nói thuộc nhóm tương hại đó. Tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nhau, cho nên là gia đạo tình cảm ở trong tháng này đối với các anh cũng cần cẩn thận một tí xíu, coi chừng gặp chuyện không vui vẻ trong tình cảm gia đạo. Như vậy thì tốt ở trong phần gia đạo. Còn thiên can mậu kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, cho nên là có thể nói là tháng 11 này tuy là tháng có địa chi tương khắc, nhưng mà bổn mạng và cái chủ thiên can sẽ về công việc không quá gì khó khăn, ổn, không có vấn đề nào ha. Mậu kỷ thì cùng đều là thuộc thổ hết, cho nên là nạp âm ngũ hành không có gì mà phải đáng bàn thảo. Rồi, tháng cuối cùng của năm canh tí năm 2020 chính là tháng kỷ sửu. Tháng này thì khá là tốt đẹp đối với người kỷ dậu của các anh các chị. Vì sao? Vì tháng kỷ sửu tiếp tục là tháng hỏa. Như vậy cũng giống tháng 11, khi hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, bổn mạng và sức khỏe tốt, phúc tinh và tài tinh vì thế được hưởng lại, không quá lo lắng về bổn mạng sức khỏe. Dù rằng các anh có nướng dưỡng sao cái đô đi nữa thì cũng không có nặng nề, cũng không sợ mất mạng ở trong cái tháng 10 và tháng 11. Tháng 11 và tháng 12. Cũng có thể nói là tháng 9, tháng 10, 11, 12 là 3 tháng tốt về bổn mạng cho người kỷ dậu. Nặng nề nhất là vào khoảng tháng 7, tháng 8. Tháng 6, tháng 7. Tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, 3, 4 tháng này rất là dễ ảnh hưởng về bổn mạng. Rồi, thiên can chữ kỷ của kỷ sửu đồng hành với lại chữ kỷ của kỷ dậu. Thiên can và đồng hành thì công việc, tài lộc, may mắn, thành công có thể ok ha. Mấy tháng cuối năm mà có phù lại là cũng mừng rồi ha. Rồi, địa chi sửu dậu thì thuộc nhóm tam hợp thì dậu sửu, cho nên gia đạo tình cảm nhiều an vui, công việc thì nếu như có khó khăn cũng dễ gặp quý nhân phụ trợ giúp đỡ mà vượt qua. Tháng chạp, tháng 12 âm lịch của năm canh tí thì thường là vào những cái tháng này thì là tháng cuối cùng của năm rồi, đa phần xung vầy gia đạo ôn hòa với nhau, các chị đã là người vượt ngưỡng 50 rồi, cho nên là gia đạo tình cảm chắc chắn sẽ là một cái điều an ổn của tuổi già, cho nên nếu như mà được cái tháng như thế này thì rõ ràng là tốt đẹp ha, sắp xếp mọi chuyện ổn. Như vậy thì em đã tổng hợp và chia sẻ cái vận hạn 6 tháng cuối năm canh tí năm 2020 đối với tuổi kỷ dậu sinh năm 1969 của các anh các chị. Bên cạnh những điều tích cực ở trong những cái tháng khi là tháng 10, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 10, tháng 9, tháng 10, tháng 12, tháng 11 thì vẫn có là tháng chút xíu dần dà đổ rắm trong gia đạo, cho nên mình cũng tính tốt đi. Ba cái tháng đó, hy vọng rằng là các anh các chị biết những cái thông tin này là một cái hành trang nhỏ ứng dụng vào cái vận thế của năm để mà có được những cái gọi là tạm gọi là không thất bại chứ không dám nói thành công. Vì dù sao đây là năm tam tai năm nặng thì chắc chắn sẽ có nhiều điều không tốt đẹp cho lắm. Hy vọng rằng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp ích
thật sự được cho các anh các chị biết trước những cái khó khăn mà phòng tránh. Các anh các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này ở bên dưới. Các anh các chị chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như Phong Thủy và Cuộc Sống thì bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các anh các chị và mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.